Bạn đã bao giờ tự tay làm một mẻ takoyaki chưa? Nếu mà chưa và muốn tự tay mình làm á thì hãy theo tôi nha. Tôi biết có một quán Nhật khá là hay ho để mấy bà có thể tự do tự lo rồi nè. Quán Nhật này thì nằm nấp trong khu phố Nhật trên đường Thái Văn Lung nha. Mấy bà cứ đi kiếm cái tiệm Tiamo xong mà nhìn đối diện là thấy cái quán này nha. Đây là một cái quán Nhật hidden khá là hay ho, mới nhìn vô thì tưởng nhỏ. Vì chỉ có một bàn ngay quầy bar thôi nhưng mà ai ngờ có cầu thang đi xuống rồi mở ra một không gian đẹp đúng kiểu Nhật luôn. Chủ quán là một chú người Nhật rất là dễ thương và luôn nói cảm ơn với khách. Menu thì có cả tiếng Anh và tiếng Nhật, giá thì không rẻ cũng không mắc nha. Quán này thì có tên là Hanaka Ruta. Mục đích của tụi mình ban đầu là tính ăn ramen cay nhưng mà nghe nói ở đây có set takoyaki tự làm, thấy thì lạ lạ cho nên là order luôn một set để mà chơi thử. Set này thì quán đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và dụng cụ cho mấy bà rồi nha. Set sẽ bao gồm khuôn, dầu ăn, một bình bột nhỏ, topping là bạch tuộc với hai cây chọt để mấy bà xoay bánh nè. Trong lúc đợi bánh vàng thì tụi mình có order thêm tô mì ramen cay ăn khá là ổn áp, vị vừa không có bị mặn cộng mì thì dai béo. Có thêm cái trứng tròn lòng đào nữa nha. Bước đầu tiên thì khá là đơn giản, mấy bà chỉ cần rải bột rồi thêm topping. Sau khi mà bánh chín vàng một mặt thì mấy bà dặn nhỏ lửa và bắt đầu xoay bánh nha. Thiệt ra đây là lần đầu tôi làm cho nên hơi tè le, không có biết canh lượng bột và xoay bánh sao cho đều cho nên là mấy bạn nhân viên đã vào ấn cứu. Cuối cùng thì thêm sốt sake rồi thêm mayonnaise, rắc thêm miếng cá bào nữa, vậy là nhìn chuyên nghiệp dữ chưa nè. Dù bột có hơi nhiều nhưng mà nhìn chung ăn cũng ngon nha mấy bạn. Mà tôi nghĩ set này ăn 3-4 người thì mới hết á, nhưng mà recommend mấy bạn nên thử làm nha vì nó vui dữ lắm. Ăn xong còn được chú chủ quán tặng thêm dĩa sushi nữa nè.